bảo vệ sự khang kiện của giống nòi bảo vệ sự khang kiện của giống nòi Xin chào đón quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với chương trình Gặp thầy thuốc nổi tiếng. Chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ 30 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy và được phát lại lúc 19 giờ cùng ngày trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Jobem tại tần số 98,9 MHz tại miền Bắc và tần số 101,7 MHz tại miền Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi sáng thứ hai đầu tuần như thường lệ, chúng tôi mời tới phòng thu vị khách mời, đó là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn, chuyên gia da liễu đến từ phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya and Maya. Và lời đầu tiên thì Lê Thông xin được gửi lời chào tới bác sĩ Hoàn ạ. Bác sĩ Hoàn cảm ơn MC Lê Thông và xin chào tất cả các quý thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên Joy FM. Dạ vâng và thưa quý vị và các bạn thân mến, trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ cùng với bác sĩ Hoàn Cùng với quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng khám phá chủ đề điều trị giãn mạch máu vùng mặt bằng công nghệ laser đặc trị mạch máu. Quý vị và các bạn quan tâm tới chủ đề này cũng như các bệnh lý về da liễu và thẩm mỹ, ngay từ lúc này cũng có thể gọi điện về với chúng tôi theo số tổng đài 19006255 hoặc email biên tập a989.vn. Một cách thức tương tác nữa mà quý vị cũng có thể liên hệ về với chúng tôi, đó là ngay lúc này trên fanpage sức khỏe gạch nối Jobem, chúng tôi cũng đang phát trực tiếp chương trình này. Quý vị quan tâm cũng có thể xem và đặt là câu hỏi để tổ thư ký của chương trình cũng sẽ gửi tới bác sĩ. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya and Maya đã đồng hành cùng chương trình này. Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm hiểu các dịch vụ da liễu và thẩm mỹ của Maya and Maya tại địa chỉ số 9 Hoàng Cầu Đống Đa Hà Nội, Quý vị cũng có thể gọi đến số hotline 024-3933-6868 hoặc truy cập vào website mayamaya.vn để biết thêm thông tin. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần 1 của chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, sở hữu một làn da trắng và mịn màng là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, không chỉ riêng phải đẹp đâu đúng không ạ. À, tuy vậy thì da cũng có những cái vấn đề nhất định đòi hỏi sự chăm sóc khác nhau ngoài các vấn đề như là mụn sẹo hay là nếp nhăn thì một tình trạng khá phổ biến hiện nay đó là uh, hiện tượng giãn mau mạch vậy thì để làm giảm tình trạng này cũng như là chúng ta có được một làn da khỏe đẹp trắng sáng mịn màng thì quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi khám phá trong chủ đề trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với vị khách mời đó là thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn hoàn chuyên gia da liễu tới từ phòng khám da liễu thẩm mỹ maya and Maya và thưa bác sĩ hoàn thân mến ạ yeah. uh, xin được bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay ngày trước thì uh, lê thông luôn cho rằng là một số bạn mà có cái làn da mỏng ạ uh, thì sẽ hiện rõ những cái mạch máu dưới da của các bạn đó. Thế nhưng mà sau này khi mà tìm hiểu kỹ hơn và đặc biệt là khi thực hiện chương trình này ạ thì tôi thấy rằng là cái vấn đề đó còn do những nguyên nhân khác nữa. Và hiện tượng đó là do giãn mau mạch dưới da gây mất tự tin cho chúng ta. Không kém gì là những người bị mụn đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ đầu tiên Lê Thông xin hỏi bác sĩ đó là hiện tượng giãn mau mạch ở mặt hay là giãn mau mạch và máu vùng mặt thì là cái tình trạng như thế nào ạ? À, cảm ơn em xin Lê Thông. À, trước tiên thì à, Hôm nay là một buổi thứ hai đầu tuần. Đấy, bác sĩ Hoàng lại vui mừng có thể gặp lại tất cả quý thính giả của chương trình cho Em để chúng ta có thể chia sẻ về một số những cái kiến thức thông thường về các bệnh lý mà chúng ta hay gặp ở trong cuộc sống để chúng ta có cách phòng và chữa một số những cái bệnh lý Đấy, và chúng ta có những kiến thức nó đúng đắn hơn về cái vấn đề mà chúng ta nhận biết cũng như là cái hướng mà để chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề để đem lại kết quả tốt nhất cho các bạn và bác sĩ hoàn cũng hy vọng rằng là trong một tiếng của chương trình thì tôi cũng sẽ dùng những kiến thức y học nhưng mà sẽ chuyển sang những cái ngôn ngữ bình dân dễ hiểu để tất cả quý thính giả đều có thể nghe hiểu đấy và ấy, thu được những cái thông tin mà các bạn à, mong muốn à, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề mà có lẽ rằng là rất là nhiều các bạn trẻ cũng như là những người mà lứa tuổi trung niên ấy, thậm chí những cái bạn mà ấy, cũng đã có thể là có một làn da đẹp rồi nhưng các bạn vẫn gặp phải đó là tình trạng giãn mau mạch ở dưới da. À, nói đến giãn mau mạch ở dưới da, có lẽ rằng là à, các bạn cũng hình dung ra đó là một bệnh lý như thế nào, đúng không nhỉ? Tức là nó là một loại bệnh lý của của cái mạch máu đó. thì thường là gì? Nó có hiện tượng ấy, phình giãn của các các tĩnh mạch. Đấy, nó có hai cái loại, thứ nhất là các mạch máu nhỏ, thì chúng ta gọi là mao mạch, đúng không nhỉ? Còn các loại mạch máu nó lớn hơn thì chúng tôi gọi là những cái cái tĩnh mạch đấy. thì bình thường ở trên da của chúng ta ấy, những cái tính mạch để cấp máu ấy, cho da của chúng ta thì thường là nó nằm phía dưới của cái lớp đáy tức là dưới của lớp da và chúng ta không nhìn thấy mạch máu đúng không nhỉ mạch máu của chúng ta là nó phải ấn sâu nó ở sâu phía dưới cái làn da chúng ta chúng ta không nhìn thấy mạch máu thì đó mới là làn da bình thường à, chứ không phải là chúng ta nhìn thấy mạch máu khi chúng ta nhìn thấy mạch máu thì có nghĩa là một làn da bất thường tại sao lại như thế bởi vì các bạn phải biết rằng là mạch máu nó là giống như là một cái xe hơi thì nó chính là đường dẫn của xăng đúng không nhỉ nó chính là cái nguồn sống của cơ thể chúng ta, một trong những cái nguồn sống quan trọng, đấy, gồm có là mạch máu này và và khí thở đúng không nhỉ, đường thở, đấy, tức là gì, thở này đấy, và tim, đấy hai hệ thống đấy là hệ thống mà sống còn của cơ thể chúng ta, đúng không nhỉ? Đấy, và thường là gì, cơ thể chúng ta, cái chọn lọc tự nhiên cơ thể chúng ta đã có một quá trình tiến hóa theo thời gian, thì tất cả những cái đường mạch máu của chúng ta thì đều được giấu ở dưới sâu trong cơ thể chúng ta và tránh những cái vị trí dễ bị tổn thương chẳng hạn nếu các bạn để ý ví dụ như là cái tay của chúng ta ấy, thì cái mạch máu chúng ta nó sẽ nằm ở mặt gấp của cánh tay hơn là ở mặt ngửa cánh tay bởi vì cái vùng đấy là vùng dễ bị tổn thương hơn đấy. thứ hai là gì vùng đùi của chúng ta cũng như thế đấy. rồi thì mạch máu ở trong cơ thể chúng ta thì nó thường là sẽ được ở bảo vệ rất là vững chắc đấy. thế thì thông thường là mạch máu sẽ nằm ở giữa những cái lớp lớp cơ của chúng ta đúng không nhỉ đấy. và nó sẽ tránh cái hiện tượng là gì những cái tác động từ bên ngoài trực tiếp được vào mạch máu của chúng ta thì có thể gây ra hiện tượng là gì vỡ mạch máu có thể gây ra hiện tượng tổn thương mạch máu. Và nếu mà mạch máu bị vỡ, hoặc mạch máu dễ bị tổn thương như thế thì cơ thể chúng ta chắc chắn là sẽ rất là nguy hiểm. Đó. Thế thì cũng giống như vậy. Đấy, cái làn da của chúng ta thì mạch máu nó cũng không ở trên bề mặt da. Đấy. Và về cơ chế nuôi dưỡng của cái làn da chúng ta thì những cái lớp tế bào da chúng ta được nuôi dưỡng theo cái cơ chế đó là cơ chế thẩm thấu. Tức là mạch máu của chúng ta nó chỉ đến lớp lớp đáy của da thôi. Còn lại là gì? Đấy, hoàn toàn là được nuôi dưỡng oxy này rồi các chất dinh dưỡng bằng cái cơ chế là tranh lệch nồng độ, tức là nồng độ ở nơi cao thì sẽ di chuyển sang nồng độ nơi thấp, đấy và nồng độ mà nơi thấp ấy thì sẽ tiếp nhận đấy, cái thành phần đó, đấy thì giống như thế là gì? Oxy ở trong máu chúng ta cao, nó sẽ thấm qua đấy, những cái cái màng liên kết này để chúng ta bổ sung lại oxy cho những cái tế bào da, rồi thì kể cả những cái chất dinh dưỡng cũng như vậy. Thế chính vì thế nên là chúng ta không thể nhìn thấy mạch máu dưới da được, đúng không nhỉ? Nhưng Đấy, những cái bạn nào mà bị hiện tượng là phình giãn những cái cái mao mạch đấy, hoặc là những cái tĩnh mạch nhỏ thì chúng ta sẽ nhìn thấy hiện tượng đó. Đấy, ví dụ như là chúng ta thường hay xuất hiện ở những cái vị trí mà da yếu đấy, như là vùng đầu mũi này, đúng nhỉ? Vùng má này, đấy, vùng viền hàm, đúng không? Vùng thái dương, đấy. Đó là những cái tĩnh mạch nhỏ mà li ti hay chúng ta còn gọi là những cái tĩnh mạch dạng mạng nhện này, chúng ta nhìn thấy dạng mạng nhện. Rồi thì là chúng ta hay gặp ở những cái tĩnh mạch giãn như ở vùng khoeo chân, vùng đùi đúng không nhỉ đấy và thường cái màu sắc của nó đấy, gây ra cái hiện tượng là da chúng ta nó sẽ tối màu hơn và trông nó mất đi cái sự tự nhiên dạ vâng như vậy là chúng ta cũng có thể phân tích được là dựa trên những cái yếu tố liên quan đến nội tiết đúng không ạ hoặc là cũng do những cái nguyên nhân khác nữa ví dụ như là từ các cái sản phẩm chăm sóc da mà chúng ta sử dụng hàng ngày cho đến chất lượng không khí hiện nay đúng không ạ rồi là rất là nhiều những cái tác động liên quan tới môi trường nữa thì làn da của chúng ta đứng trước cái nguy cơ là gì bị tổn thương rất là nhiều đúng không ạ Ở khi mà chúng ta đi ngoài đường thôi thưa bác sĩ thì cũng có thể cảm nhận được nếu như mà chúng ta không dùng khẩu trang để có thể che kín cái vùng mặt thì cũng có rất là nhiều những cái bụi bẩn bám vào và thực tế ra thì khi mà chúng ta đi về nhà rửa mặt đúng không ạ, bao giờ cũng thấy một cái lượng rất là lớn uh, những cái da nhờn của chúng ta được tiết ra và liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay thì thưa bác sĩ thân mến ạ, cái nguyên nhân có thể tiềm ẩn với cái hình thức là chúng ta phân tích là nội tiết hoặc là di chuyển đúng không ạ? Thế nhưng lại có khi lại là kết quả của cái lối sống hoặc là môi trường và đó là những yếu tố mà hầu như chúng ta không thay đổi được. Vậy thì những nguyên nhân nào ạ cũng có thể gây nên giãn mạch máu dưới vùng da mặt thưa bác sĩ? À, đó là một trong những cái uh, vấn đề rất lớn của cái quá trình mà chúng ta nghiên cứu về cái mạch máu. thì cái hiện tượng giãn mạch máu này thì trong y học chúng ta đã nghiên cứu từ khá là lâu rồi và chúng ta cũng tìm những cái phương pháp để chúng ta có thể khắc phục cũng như là chúng ta có thể điều trị cái tình trạng giãn mạch máu này. thì về nguyên nhân của giãn mạch máu thì chúng ta có thể chia ra có rất là nhiều các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng giãn mạch máu. nhưng mà những cái nguyên nhân mà trước tiên chúng ta cần phải kể đến đó là là tuổi tác tuổi tác thì thường khiến cho làn da của chúng ta nó mất đi đấy, cái sự đàn hồi của da da chúng ta nó mất đi một cái lượng collagen nhất định đấy và da chúng ta nó trở nên là mỏng hơn đấy và yếu hơn đấy nó dễ bị tổn thương hơn và rối loạn cái hiện tượng gọi là 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 mạch máu ở dưới da nó gặp phải một hiện tượng là dễ dàng hơn chính vì thế nên là ở tuổi tác của chúng ta mà càng cao thì thường là cái nguy cơ mà chúng ta bị giảm mạch máu dưới da rất là nhiều thế các bạn cứ để ý những người mà ở lứa tuổi mà người ta gọi là tuổi già đấy thì đa số chúng ta có thể nhìn thấy hiện tượng giãn máu rất là dễ dàng ví dụ các bạn có thể quan sát vùng mũi vùng khóe mũi vùng má hoặc là vùng thái dương thậm chí là ở vùng đùi vùng khoeo chân hoặc là bàn tay vùng khoeo tay của những người có tuổi các bạn sẽ nhìn thấy rất là dễ dàng là gì có những cái vùng tĩnh mạch ấy, nó long ngoằng ở dưới da à, có những cái vùng thì nó là mau mạch tức là mau mạch rất là nhỏ ở dưới da và gây ra cái hiện tượng giãn mạch máu đấy thì đó là do sự sụt giảm của collagen và làm giảm cái chất lượng cái làn da của người có tuổi vấn đề thứ hai là do ánh nắng mặt trời đúng không ánh nắng mặt trời thì các bạn cũng biết rồi nó là cái nguyên nhân mà gây ra cái hiện tượng làm hoa da chính của chúng ta khi mà chúng ta mới sinh ra thì chúng ta thường nói là ánh nắng mặt trời nó là người bạn và chúng ta thường cho trẻ con là phải tắm nắng vào một cái giờ nhất định trong ngày mục tiêu của chúng ta đó là gì dưới cái tác động của ánh nắng mặt trời thì những cái tiền vitamin D trong cái 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 cơ thể của em bé sẽ được chuyển hóa thành vitamin D nó tốt cho cái hệ thống xương tốt cho cái sự phát triển của em bé về trí tuệ Đấy, thì nó vô cùng quan trọng tuy nhiên à, những người mà đã trưởng thành rồi thì ánh nắng mặt trời nó lại trở thành là kẻ thù chứ không gọi là người bạn và chúng ta gọi là kẻ thù của làn da đúng nhỉ bởi vì các nguyên nhân gây ra lão hóa da thì chính là do chúng ta tác động dây nắng mặt trời là chính và gây ra hiện tượng lão hóa da bao gồm là cả cái hiện tượng nám da sụt giảm collagen đúng nhỉ mất mô rồi những cái rối loạn trên da khác cũng do ánh nắng mặt trời rất nhiều thế thì Đấy, cái việc mà giãn mạch này dưới da này nó cũng có liên quan đến cái vấn đề là chúng ta tiếp xúc ánh nắng mặt trời và chúng ta không có các biện pháp bảo vệ thích ứng tương ứng với cái hiện tượng là tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong một khoảng thời gian dài đấy là hai nguyên nhân nguyên nhân thứ ba là chúng ta có thể thấy là có thể do các bạn sử dụng các loại mỹ phẩm đấy, mỹ phẩm bao gồm là gì đấy, chúng ta có thể dùng những cái sản phẩm mà có chứa những cái thành phần gây ra hiện tượng là gì bị mỏng da bị giãn mạch đúng không nhỉ bị tổn thương da và làm da yếu đi đấy, mà chúng tôi hay gặp gặp mà hay nhắc đến trong một số các chương trình và các bạn cũng đã nghe tương đối là quen mà chúng ta hay gọi là là kem trộn đấy tức là các bạn sử dụng các loại sản phẩm kem trộn những cái sản phẩm mà làm trắng da cấp tốc các sản phẩm mà để điều trị mụn cấp tốc đúng nhỉ tất cả những cái gì thuộc về cấp tốc nhanh nhanh thì chúng ta thường thấy là nó sẽ làm tổn thương da và nó gây ra cái hiện tượng là chúng ta rất là dễ mắc các bệnh lý về da khác bao gồm là có hiện tượng giãn mạch máu dưới da đấy và một cái nguyên nhân nữa đó là chúng ta sử dụng thuốc đúng nhỉ Ví dụ như là những cái người mà bị các bệnh như là viêm mũi dị ứng này, đúng không nhỉ? Đấy, rồi các bệnh da dị ứng khác thì họ phải sử dụng những cái sản phẩm mà có chứa cái thành phần chúng ta gọi là thành phần corticoid là thành phần mà thường gây ra hiện tượng là gì? Tăng sinh mạch máu dưới da bất thường và làm mỏng da nếu mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm đó không theo chỉ định của bác sĩ. Đấy, các bạn để ý những cái người mà bị viêm mũi dị ứng mà họ hay phải sử dụng cái sản phẩm xịt để làm cho cái đường thở đấy, nó hết viêm và nó rất là dễ thở thì các bạn để ý xung quanh mũi của những người đó thì hầu như cái đầu mũi thường rất là đỏ và rất là nhiều cái mạch máu li ti tủa ra xung quanh mũi của người ta thì đó là hiện tượng gì người ta gọi là gì à, tác dụng phụ của việc mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm lâu dài và không đúng chỉ định của bác sĩ à, đôi khi là chúng ta không đi khám bác sĩ mà chúng ta thường hay tự mua về xong chúng ta sử dụng theo cái thói quen hoặc là chúng ta sử dụng khi mà chúng ta muốn chúng ta cần à, ở việt nam chúng ta thì thường có thói quen như thế Đấy, hay là chúng ta hay dùng những cái sản phẩm bôi chúng ta tự mua về chúng ta bôi lên trên mặt. Chẳng hạn thế thì chúng ta sẽ bị cái hiện tượng là gì? Giãn mạch máu do thuốc và các bạn không hề biết là nguyên nhân là do thuốc. Đấy. Nguyên nhân tiếp theo gọi là nguyên nhân thứ năm mà chúng ta có thể kể đến đó là do cái 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 di truyền đúng không nhỉ? Di truyền hoặc là do cái hiện tượng mà chúng ta hay đổ cho gọi là nội tiết đấy. Tức là di truyền là gì? Khi chúng ta sinh ra thì chúng ta đã có cái hiện tượng giãn mạch máu ở một số các vị trí rồi. Ví dụ ngày hôm qua tôi có À, điều trị nám trong một cái trường hợp thì chị ý nám điều trị được khoảng ba bốn buổi rồi thì nó đã đỡ được khá là nhiều thì tôi mới nói với chị là dưới da của chị có hiện tượng giãn mạch tại sao lại như thế thì chị bảo là không cái giãn mạch này của chị là nó có từ rất lâu rồi à, chị quan sát thấy nó từ khi mà chị còn rất là nhỏ tuổi cơ chị đã thấy nó giãn mạch rồi vì thế nên là à, chị cũng thấy nó cũng hơi sâu xấu, xấu nhưng mà chị thấy nó là bình thường không có vấn đề gì cả à, thì tôi có nói với chị là đúng rồi cái giãn mạch này của chị nó có à, nguyên nhân là do di truyền tức là bản thân cái da của chị khi sinh ra nó đã sở hữu một cái làn da là là bị cái hiện tượng giãn mạch máu dưới da rồi, đúng không nhỉ? Và cái hiện tượng giãn mạch máu dưới da này của chị, đấy thường là nó gây ra cái hiện tượng là da chúng ta nó bị tối màu hơn, đấy và cái gân máu nổi lên thì trong khuôn mặt chúng ta nó không được đẹp. Vì thế là nếu mà chúng ta muốn xử lý nó là chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được để chúng ta đấy, làm tiêu cái mạch máu đi và trả chúng ta một làn da không có cái giãn mạch dưới da đấy gọi là do di chuyển và cái này cũng khá nhiều bạn gặp mà đa số chúng ta hay gặp là ở vùng má này chúng ta hay gặp ở vùng cánh mũi này à. các bạn để ý vùng cánh mũi gặp rất là nhiều và một nguyên nhân mà nữa đấy mà chúng ta cũng rất là hay gặp cho cái hiện tượng gọi là 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 hiện tượng là giãn mạch máu dưới da đấy, mà các bạn uh, uh, cũng khá là hay gặp đó là gì đó là một cái nguyên nhân mà có lẽ rằng là uh, khá là nhiều các bạn cũng đã đã đã, đã, đã từng và cũng đã gọi là là, là 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 mắc phải trong cái quá trình mà chúng ta ấy, sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc da, ấy, chẳng hạn như thế. Và thứ hai nữa là ấy, những cái bạn mà ấy, uh, phụ nữ mà chúng ta chắc chắn là phải trải qua, đó chính là ấy, cái việc mà chúng ta chăm sóc da trong quá trình chúng ta sinh em bé, đúng không nhỉ? Thì đa số những cái trường hợp mà sau sinh thì các bạn cũng sẽ thấy là bị bị giãn tĩnh mạch khá là nhiều. Ví dụ hôm trước có một trường hợp đến sau sinh em bé thứ nhất tức là sinh con thứ nhất thì có nói là trước khi sinh con là em không có cái hiện tượng này nhưng bây giờ em bắt đầu gặp thế thì không hiểu có phải là do em sinh con không thì tôi có nói là nếu mà trước kia em chưa bao giờ có cái hiện tượng giãn mạch máu dưới da như thế này mà bây giờ em bị sau khi sinh em bé thì cái này nó là do em sinh em bé lý do vì sao bởi vì trong quá trình sinh em bé thì thường cơ thể chúng ta ấy, nó sẽ phải tăng cái khả năng làm việc lên này để chúng ta Đấy, nuôi dưỡng cái thai nhi ở trong cơ thể chúng ta. Thế thì nó cũng sẽ có hiện tượng là tăng sinh những cái mạch máu ở dưới da đấy, theo một cái cơ chế đồng bộ với cả cơ chế là nuôi dưỡng của em bé. Nên là chúng ta sẽ thấy một số vị trí của chúng ta có tăng sinh mạch máu hơn. Đấy, và rất nhiều bạn trẻ đấy, gặp phải hiện tượng này và sau khi mà sinh con xong rồi thì vẫn gặp. Ví dụ như là chúng ta bị tăng sinh mạch máu ở vùng vùng đùi này, đấy, vùng khoeo chân này, đấy, rồi tăng sinh mạch máu ở vùng mũi, vùng má, đúng nhỉ? Viền hàm gặp khá là nhiều. Đấy và một cái trường hợp nữa đó là những cái người mà vừa mới ốm dậy, bị các bệnh nặng ốm dậy. Đấy, thì thật ra bị bệnh nặng ốm dậy này thì chúng ta cũng hiểu là cơ thể yếu dẫn đến là gì? Có những cái rối loạn bao gồm có cả rối loạn mạch máu. Đấy thì đó là cái bức tranh chung về các cái hiện tượng, các nguyên nhân gây ra hiện tượng giảm mạch máu thì các bạn cũng thấy là nó vô cùng là đa dạng. Nhưng mà tựu chung lại là gì? Có rất là nhiều nguyên nhân gây ra giảm mạch máu để chúng ta có thể phân biệt và tùy vào từng nguyên nhân này mà chúng ta sẽ có những cái chỉ định và những cái cách mà chúng ta khắc phục khác nhau. Dạ vâng thưa bác sĩ như bác sĩ vừa phân tích thì Lê Thông thấy rằng là cái việc mà giãn mạch máu đúng không ạ Nó diễn ra ở nhiều vị trí khác nhau Đặc biệt là đối với cũng có rất nhiều đối tượng khác nhau và những cái nguyên nhân khác nhau đúng không ạ Tuy nhiên thì một trong số đó Lê Thông thấy là có một cái hiện tượng đó là kem trộn đã, Như bác sĩ đã nhấn mạnh thì tôi thấy rằng rất là nhiều người dùng Và thậm chí là cũng bán giá rất là rẻ thôi công khai Và chính điều này thì cũng khiến tâm lý là muốn có một cái làn da trắng đẹp của trẻ em phụ nữ ngày càng nhiều lên các chị em mua về bôi về và tôi thấy nhiều người đúng thực sự như bác sĩ nói là cái hầu như là tôi cảm nhận được cái da mặt của họ nhìn là có thể thấy được luôn những cái mạch máu nó trắng đến mức mà chúng ta có thể nhìn thấy mạch máu là có thật và thưa bác sĩ thân mến ạ à, vậy thì nếu như chúng ta cứ sử dụng những cái sản phẩm như là kem trộn chẳng hạn hay là chúng ta không để ý tới những cái nguyên nhân mà mình bị giãn mạch máu mà vẫn cứ tiếp tục là để cái tình trạng này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe cũng như là cái thể chất cũng như tinh thần của người bệnh ạ? À? à, cái việc mà em xin Lê thông lo lắng tôi nghĩ rằng là nó là cái mà các bạn cũng nên nên lưu tâm bởi vì là gì khi mà chúng ta còn trẻ thì cái làn da chúng ta cái khả năng tái tạo còn được gọi là tốt và chúng ta có thể phục hồi ấy, sau những cái thương tổn mà lớn và tái tạo lại được hầu như là à, như ban đầu tuy nhiên là khi mà chúng ta tuổi càng cao thì khả năng đó của chúng ta càng yếu Đấy, nếu các bạn mà để ý thì có thể là khi mà chúng ta còn trẻ 17 18 tuổi một vết thương trên da chúng ta có lẽ là chỉ cần độ khoảng chưa đến một tuần các bạn à. đã có thể là thấy nó lành rồi nhưng mà như tuổi của tôi bây giờ là khoảng gần 40 tuổi rồi thì có lẽ một vết thương của tôi tôi thấy rằng nó phải kéo dài 2 tuần thậm chí đến 3 tuần vết thương của tôi nó mới lành tức là khả năng mà tái tạo ra của chúng ta hàn gắn lại ra chúng ta sau tổn thương nó sẽ khác nhau ở các lứa tuổi khác nhau vì thế cái việc mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm gây tổn thương da một cách vô tình hay cố ý thì chúng ta cũng đều có hậu quả hết đúng không nhỉ thế thì các bạn trẻ khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm mang tính chất lột tẩy và làm trắng nhanh à, giống như mc lê thông có nói thì các bạn cũng nên lưu ý bởi vì là gì cái việc mà các bạn làm này chỉ mang lại những kết quả tức thời bởi vì làn da các bạn khi mỏng đi thì các bạn hiểu rồi mỏng đi thì bao giờ cũng thế à, các tế bào non ở phía dưới lộ ra và da các bạn trắng đúng không nhỉ vâng. thứ hai là gì nó mỏng đi thì lộ mạch máu thì các bạn sẽ thấy da các bạn hồng đúng không nhỉ nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là không vô cớ mà làn da chúng ta nó có một cái độ dày là từ khoảng hai đến 5 mm tùy các vị trí khác nhau đúng không nhỉ không vô cớ mà chúng ta lại có độ dày da như vậy đó là do gì cả một quá trình chúng ta tiến hóa đúng không nhỉ và cái làn da chúng ta nó định hình cái thời điểm này của chúng ta là thường là nó dày khoảng tầm như thế và với mỗi vị trí khác nhau thì độ dày da thay đổi thế thì nếu mà cái độ dày da các bạn không đạt được cái mức độ đó thì có nghĩa rằng là gì khả năng bảo vệ cái làn da của bạn à, cái làn da của bạn cái khả năng bảo vệ cơ thể của bạn giảm đi thế thì những cái tác động từ môi trường bao gồm là ánh sáng này, nhiệt độ này, độ ẩm này, các chất hóa chất này, tất cả mọi thứ đều có thể xuyên qua làn da của bạn một cách dễ dàng và gây tổn hại đến những mô phía sau cái làn da các bạn. nên là chúng ta hay nói là làn da nó là cái người bảo vệ đầu tiên của cơ thể là vì thế, Đúng nhỉ? hệ thống miễn dịch đầu tiên đó chính là da, da là hệ thống bảo vệ đầu tiên. thì các bạn đã làm tổn hại cái hệ thống miễn dịch đầu tiên rồi, thì trước tiên là rối loạn tại da. rối loạn tại da thì bao gồm là gì? đấy, giãn mạch máu này, các bạn bị nám này các bạn bị mụn, này đúng nhỉ? da các bạn bị nhão, bị trùng này, bị xấu xí này. Đấy, và cái hình ảnh cuối cùng của những người mà sử dụng kem trộn mà tôi đấy, muốn chia sẻ với các bạn đó là hình ảnh cái da giống như da của con cốc ấy. Dạ. đấy các bạn để ý da con cốc như thế nào thì người dùng kem trộn cuối cùng da nó sẽ như thế. thứ nhất là nó tái, nó đen, nó lồi lõm, tức là, là sần sùi, sờ và nó sần sùi, nhạy cảm đúng nhỉ? Đấy, nhiều nốt nốt ở trên bề mặt da, các mảng nám loang lổ và lúc nào cũng ở trạng thái nhạy cảm, ngứa ngay khó chịu đấy mà tôi hay nói là da giống như da con cọc đấy thế thì cái việc mà sử dụng kem trộn mà các bạn này lâu dài thì thường là không tốt nên là nếu các bạn muốn là điều trị cũng như là muốn mà có được một làn da đẹp theo mong muốn của mình thì theo quan điểm của tôi là các bạn cũng không nên ấy, sử dụng những sản phẩm mà làm trắng nhanh như thế hay kem trộn như thế đấy và trước tiên thì chúng ta cần phải được thăm khám kỹ để chúng ta có thể lựa chọn các phương pháp điều trị phù hợp dạ vâng có rất là nhiều người với một cái tâm lý đó là mong muốn mình có một cái làn da đẹp thưa bác sĩ chính vì thế họ rất là nôn nóng ạ khi mà nghe ngóng thấy ai đó mà có một cái làn da đẹp họ cũng hỏi han cái kinh nghiệm làm cách nào đó để tôi có được một cái làn da như thế họ cũng mang da của mình ra làm hầu như là làm chuột bạch đấy ạ thí nghiệm cho rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau trên thị trường Thế và mỗi lần mà khi họ đến gặp các bác sĩ đúng không ạ thì như bác sĩ Hoàn chia sẻ, chúng ta thấy có rất nhiều những cái hệ lụy khác nhau và đặc biệt là với cái tình trạng giãn mạch máu trên da thì có thể nói rằng người bệnh sẽ mất tự tin rất nhiều trong cuộc sống, đặc biệt là khi đứng trước rất nhiều những cái cuộc gặp gỡ quan trọng hàng ngày hay là những cuộc giao tiếp quan trọng hàng ngày đối với những cái đối tượng mà họ có cái công việc đặc thù giao tiếp nhiều đúng không ạ? Vâng thưa bác sĩ vậy thì hiện nay có rất là nhiều những cái phương pháp điều trị giãn mau mạch phổ biến mà Lê Thông có tìm hiểu được thấy đó là dùng thuốc này, bôi kem, áp lạnh và điều trị bằng đông y. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích ưu nhược điểm của từng cái phương pháp này không ạ? À, cảm ơn em Lê Thông. À, thứ nhất là việc điều trị cái giãn mạch máu này bởi vì nó là nhu cầu và à, rõ ràng là nó là một trong những cái bệnh lý mà chúng ta khá là hay gặp. À, tôi thấy rằng là những cái người mà bị giãn mạch máu này thì thường họ sẽ bị nhạy cảm, tức là kèm theo cái việc là mạch máu giãn thì chúng ta cái đàn da chúng ta bị nhạy cảm, nên nó hay ngứa, hay ngứa khó chịu lắm. Nên là cái việc mà điều trị giảm mạch máu này nó là gần như là chắc chắn là các bạn mà bị thì thường là rất là muốn là xử lý nó để cái làn da có cơ hội mà nó trở lại về bình thường Đấy. ở trong quá trình thăm khám và điều trị thì tôi gặp đa số những trường hợp giảm mạch máu thì gặp phải đa số là do cái hiện tượng là người ta sử dụng những sản phẩm bị sai ví dụ sử dụng thuốc sai Đấy. hoặc là sử dụng những cái mỹ phẩm bị sai giống như là chúng ta vừa chia sẻ nó là sử dụng kem trộn còn những người mà có tính chất di truyền hoặc là lão hóa theo tuổi thì họ cũng không 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 có nhu cầu lắm đâu không có nhu cầu vì sao thứ nhất là họ nghĩ rằng nó là một cái tiến triển bình thường đúng không nhỉ đấy giống như cái bạn mà tôi chia sẻ với các bạn là gì có đến chất di chuyển này, bạn ấy bị từ nhỏ này, bạn ấy không để ý đến cái vấn đề giảm mau mạch bạn ấy nói rằng là không bởi vì là mình thấy nó cũng không sao cả vì nó đã có từ khi mình còn rất là nhỏ và đến bây giờ thì mình cũng không thấy có vấn đề gì chẳng hạn như thế tất nhiên bạn ấy bảo là nhìn kỹ thì cũng là rõ ràng là thấy cái mặt mình nó tối hơn yeah. và nó không đẹp đấy nhưng mà khi bác sĩ nói thì họ mới có bắt đầu là à thế thì mình cũng muốn xử lý nó đúng không nhỉ nhưng mà những người mà sử dụng mỹ phẩm sử dụng thuốc sai thì thường các bạn rất là muốn điều trị vì là ngoài vấn đề giảm mạch máu thì đi kèm theo là triệu chứng cơ năng ví dụ như da nó ngứa nhạy cảm nó lên mụn nó nó kèm theo nám đúng không đấy rồi nó lão hóa da nó nhão nó trùng da trong cái mặt nó rất là tệ nên là thường là các bạn rất là muốn xử lý chẳng hạn như thế thế thì điều trị cái giảm mạch mạch này đa số là sẽ nằm trong một cái bệnh cảnh chung khi các bạn đến thăm khám là rất nhiều thương tổn chứ không phải chỉ đơn thuần là mạch máu đúng không nhỉ đấy thế thì dẫn đến là gì à, cái việc mà các phương pháp điều trị mạch máu này nó ra đời từ khá là lâu rồi và chúng ta cũng có thể thấy thông kể đến là rất nhiều các phương pháp đúng không nhỉ ừ. như là chúng ta có thể sử dụng là gì dùng thuốc uống đúng không nhỉ thuốc uống thì chúng ta thường là dùng những loại thuốc uống mà có tính chất là gì nó làm co mạch máu lại à, thuốc uống hay thuốc bôi nhá các bạn nhé thì đều là những cái sản phẩm có tính chất là chúng ta co mạch máu lại à, tuy nhiên là gì cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc uống thuốc bôi này nó chỉ có tính chất tạm thời lý do là vì khi chúng ta dừng thuốc thì thường là cái mạch máu thì nó lại lại bị giãn ra bởi vì nó đã ức chế mà đây là giãn mạch của các bạn đấy nên là thường là có thể chúng ta thấy tạm thời là nó hơi đỡ một chút xíu nhưng mà sau đấy thì nó lại trở về bình thường à, nó lại giãn lại bình thường chứ không thay đổi gì cả à, thì chúng ta gọi là hiện tượng giãn mạch mà phục hồi đấy, tức là tái phát cho cái trường hợp mà chúng ta điều trị bằng thuốc uống thuốc bôi đúng nhỉ? mà không phải là tất cả các trường hợp chúng ta đều có thể dùng thuốc, thuốc bôi, à, hay là chúng ta sử dụng cái phương pháp là chúng ta dùng cái cái áp áp lạnh này, áp lạnh điều trị. À, áp lạnh điều trị là gì? Chúng ta sử dụng cái nhiệt độ để chúng ta hạ nhiệt độ của cái vùng da đấy và hạ nhiệt độ của cái mạch máu xuống. Thế thì cái mạch máu nó sẽ tức thời co lại. À, tức thời co lại này nhưng mà khi chúng ta cái da chúng ta nó lại nóng, nóng ấm trở lại, nó lại trở lại nhiệt độ da bình thường thì cái tính mạch chúng ta nó lại giãn ra, đúng nhỉ? Nên chúng ta có thể là chúng ta thấy là tạm thời là chúng ta Thấy có nó có hiệu quả trong cái vấn đề điều trị giảm máu mạch nhưng mà sau đấy thì nó cũng lại trở về bình thường. À, và tôi gặp rất là nhiều cái trường hợp đến gặp bác sĩ Hoàng có nói là gì? Ôi, mình cũng điều trị cái mạch máu này rồi nhưng nó không hiệu quả. Ví dụ họ hỏi là sử dụng gì thì đấy có sử dụng các phương pháp đấy, bôi uống rồi thì à, điều trị bằng áp lạnh các thứ nhưng mà không có hiệu quả. Xong rồi là à, những cái trường hợp mà điều trị bằng đông y, đông y thì sao? Đông y thì nó vô cùng đa dạng đấy. Và cái từ sử dụng đông y này nó bị lạm dụng trong vấn đề mà chúng ta điều trị các loại bệnh lý Đấy, và rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta hay dùng Đấy, từ đông y này tôi hay gọi là những cái đông y không chính thống, ta hay gọi là đông y giả danh. Đấy, tôi phải nói là như thế bởi vì là bản thân đông y nó là một cái chuyên ngành cực kỳ là là chuyên sâu và nó là một chuyên ngành của y học và với cái vấn đề mà chúng ta nghiên cứu sâu về đông y thì chúng ta sẽ thấy là những cái phương pháp mà mà mà, mà chúng ta gọi là đông y giả danh ấy, nó không tồn tại. Tuy nhiên là gì, Đấy, nó cũng vẫn được rất là nhiều người à, sử dụng bởi vì tính chất là gì? Đấy, một là người ta nghĩ rằng cái từ đồng y này nó rất là lành tức là nó an toàn đấy, thứ hai nữa là gì người ta nghĩ rằng là điều trị bằng đồng y mà không đỡ thì cũng chả sao cả bởi vì nó nó lành tính chẳng hạn thế nhưng mà thật ra nó không đúng đúng không nhỉ chính vì thế là cái việc mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm đồng y này đấy, thì tùy vào cái loại phương pháp và loại sản phẩm mà chúng ta sử dụng mà nó có thể có cái cơ chế khác nhau đấy, ở đây không cụ thể là một cái phương pháp đồng y gì theo quan điểm của tôi là nó cũng vẫn là có thể là cái phương pháp điều trị nó mang lại kết quả tuy nhiên là theo quan điểm của tôi thì nếu mà các bạn muốn sử dụng đông y thì chắc chắn là các bạn nên gặp bác sĩ đông y giống như là các bạn muốn điều trị bệnh lý về da tây y thì phải gặp các bác sĩ về chuyên khoa da liễu giống như bác sĩ hoàn đang chia sẻ với các bạn chẳng hạn chứ chúng ta không sử dụng những cái sản phẩm mà có gắn mát đông y ví dụ một cái cơ sở quảng cáo ở trên mạng rồi gửi thuốc cho các bạn thì theo quan điểm của tôi không đúng đúng nhỉ chúng ta phải được khám bệnh chứ các bạn phải là vọng vân, văn văn vấn thiết đúng không nhỉ đông y à. là thế còn tây y là chỉ nhìn sờ gõ nghe còn đông y là vọng văn vấn thiết chúng ta phải gặp bác sĩ bác sĩ bắt mạch kê đơn chứ làm sao mà chúng ta bắt mạch qua internet đúng không nhỉ cực kỳ khó các bạn ạ và điều đó theo quan điểm của tôi là nó rất là phiến diện và nó không đúng nên là chúng ta dễ gặp phải những cái mong, mong muốn của chúng ta lại không đạt được mà chúng ta có thể gặp các biến chứng bất ngờ đúng không nhỉ Dạ vâng xin được cảm ơn bác sĩ và chúng tôi cũng xin được nhắc lại với tất cả quý vị thính giả khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đó là nếu quý vị và các bạn có những câu hỏi của mình liên quan tới da liễu và thẩm mỹ, đặc biệt là với chủ đề chính ngày hôm nay, điều trị giãn mạch máu vùng mặt bằng công nghệ laser đặc trị mạch máu, thì quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về tổng đài của chúng tôi số 1900 hoặc email biên tập a.989.vn. À Một cách thức nữa đó là quý vị cũng có thể để lại câu hỏi của mình trên trang fanpage sức khỏe gạch nối jobem lúc này. Chúng tôi cũng đang phát trực tiếp chương trình này quay trở lại cùng với cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ, thưa bác sĩ hoàn thân mến là hiện nay thì chúng ta biết đến là công nghệ laser vẫn đang được nhắc tới đúng không ạ như là một cứu cánh cho rất nhiều các bệnh lý về uh, da liễu trong đó thì có giãn mao mạch ở mặt vậy thì uh, tại Maya, and Maya công nghệ laser đặc trị mạch máu được chỉ định trong những trường hợp như thế nào và cái hiệu quả của nó ra sao thưa bác sĩ? À, cảm ơn em Lê thông. Thứ nhất là gì trong cái chuyên ngành da liễu của chúng tôi thì trong khoảng 10 năm trở lại đây thì nó đã có những cái tiến bộ rất là vượt bậc uh, trong quá trình mà uh, cái thực hành lâm sàng cũng như là những cái phương pháp điều trị mới ra đời à, hiện nay tôi khẳng định các bạn là những cái thuốc của gia liễu là những thuốc rất tốt và thứ hai nó đảm bảo mấy cái tiêu chí một là thuốc gia liễu an toàn thứ hai thuốc gia liễu hiệu quả và thứ ba thuốc gia liễu chúng ta sử dụng nhưng vẫn đẹp Đấy, chứ không phải là ngày xưa chúng ta là thuốc da liễu là gì trông bẩn bẩn xấu xấu ví dụ như là mấy cái xanh uh, hay là cái tím gentian hay là cái đỏ gemsa chúng ta sử dụng trong vấn đề điều trị các bệnh lý đấy thì nó có thể đạt được cái hiệu quả điều trị về tính chất gọi là bệnh lý đúng không nhỉ và nó vẫn có ý nghĩa trong lâm sàng trong quá trình mà chúng ta thực hành lâm sàng và chỉ định điều trị tuy nhiên là theo quan điểm của bác sĩ hoàn thì nó không đẹp về mặt thẩm mỹ đấy, và rõ ràng là gì cái đấy nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cái sự tự tin cũng như là những cái giao tiếp hòa nhập trong xã hội của tất cả các bạn ví dụ một người bị thủy đậu mà bôi mặt xanh lè thì trông chán lắm mọi người nhìn rất là kinh có <laughs> thể là sau đấy thì nó cũng sẽ bay đi rồi nó cũng lành thôi nhưng mà theo quan điểm của tôi là trong cái thời gian chúng ta điều trị như thế thì nó giống như một cơn ác mộng à, ừ, rất là và ngại ngùng đúng <laughs> là chúng ta không thể nào mà chúng ta quên được chẳng hạn thế chứ trong khi đó bây giờ chúng ta điều trị thủy đậu thì chúng ta rất là nhiều thuốc tốt có phải dùng đến thuốc màu đâu mà chúng ta điều trị rất hiệu quả và mọi người đến nhìn mặt mình vẫn xinh đẹp vẫn bình thường thì tại sao chúng ta lại không sử dụng những sản phẩm mới đúng không nhỉ đấy thì thứ nhất là thuốc của gia liệu rất tốt đấy, thứ hai nó đảm bảo các tiêu chí như tôi nói thứ ba là về công nghệ đúng không nhỉ? Ngày xưa nếu mà chúng ta nhắc đến những cái phương pháp làm đẹp thì chúng ta chỉ nghĩ đến phẫu thuật thôi. Đấy, tôi khẳng định các bạn là cách đây 10 năm về trước gần như là cứ nhắc đến làm đẹp, à, đi làm thẩm mỹ là chỉ có phẫu thuật thôi. Ví dụ như nâng muối, gọt hàm, căng da mặt đúng không nhỉ? Đấy. Hay là gì gì đó thì chúng ta hoàn toàn chỉ nghĩ đến một từ đó là đi thẩm mỹ là đi phẫu thuật. Đó là chắc chắn tôi gặp ông bác sĩ phẫu thuật. Tuy nhiên là bây giờ thì khác rồi, đúng không nhỉ? Khi chúng ta nhắc đến thẩm mỹ thì trước tiên chúng ta phải nhắc đến thẩm mỹ về da à, bởi vì thẩm mỹ về da là gì thẩm mỹ nó bảo tồn cái tính tự nhiên của cơ thể ví dụ bây giờ các bạn có thể nâng mũi không phẫu thuật đúng không nhỉ các bạn cũng biết rồi căng da mặt không phẫu thuật các bác sĩ hoàn căng da mặt đâu có dùng phẫu thuật đâu đúng không nhỉ đấy, rồi thì các bạn gọt hàm làm thoát gọn viền hàm làm kéo dài cằm tôi không cần phải phẫu thuật đúng không nhỉ kể cả những cái lớn những cái ngực hiện nay chúng tôi có những phương pháp không phẫu thuật để có thể làm được đúng không nhỉ đấy ngoài ra riêng cái vấn đề làm đẹp về cái làn da của chúng ta thì cái không phẫu thuật tức là chuyên ngành về da liễu là đóng vai trò chủ đạo nhất trong vấn đề làm đẹp về về da. Ví dụ xử lý nám, đúng không nhỉ? À, xử lý cái hiện tượng mà da bị nếp nhăn, à, xử lý các hiện tượng bệnh lý của da à, như là trứng cá này, vâng. đúng không nhỉ? Rồi các bệnh lý khác. Và trong trường hợp này chúng ta đang chia sẻ ngày hôm nay đó là cái vấn đề chúng ta điều trị cái giãn mao mạch à, mắc phải hoặc là do nguyên nhân à, di truyền có sẵn à, bằng công nghệ laser. Đấy, thế thì cái từ laser này là một từ mà có lẽ là rất nhiều các bạn nghe cảm thấy rất là quen thuộc đó là công nghệ laser trẻ hóa da công nghệ laser điều trị nám công nghệ laser điều trị à, nếp nhăn công nghệ laser để à, điều trị sẹo rỗ công nghệ laser để điều trị sẹo lồi và bây giờ lại nghe đến là công nghệ laser để điều trị mạch máu thế thì vậy thì có phải là bác sĩ hoàn sử dụng cái từ laser là nó quá là lạm dụng hay không Đúng không nhỉ? Có phải là thực tế là làm gì có cái gì mà laser mà điều trị được lắm thứ thế? À, có nhiều bệnh nhân cũng đến hỏi bác sĩ Hoàng là ừ, Em nghe nói là laser bây giờ nó là một cái gì đấy mà cái gì điều trị được hả anh? Mà em thấy nó vô lý nha anh nhé, bởi vì laser nó chỉ là một loại thôi Làm sao mà điều trị được lắm thứ thế? Yeah. <laughs> Đúng không nhỉ? Thì, thì thật ra là bởi vì cái từ laser này là một cụm từ để chỉ chung về một loại công nghệ các bạn ạ à, Mà cái loại công nghệ này chúng ta gọi là gì? À, nó sử dụng cái ánh sáng và ánh sáng laser là ánh sáng mà nó chỉ có một bước sóng thôi. Tuy nhiên các bạn là gì? Các bạn ví dụ từ 1 đến 10 chúng ta có hẳn 10 bước sóng đúng không? Bước sóng 1, bước sóng 2, bước sóng, 2, bước sóng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuy nhiên giữa 1 với cả 2 nó lại có các bước sóng 1,1. Như là hôm nay chúng ta đang nghe là 98,9 MHz này. Dạ. Là của ông ông Joy FM là em sức khỏe này. Còn là những cái chương trình khác là 9 mấy, 9 mấy đó là của một cái bên đài khác. Thì cũng giống như vậy. Cái công nghệ laser của chúng ta là gì? Nó sử dụng các hoạt chất khác nhau. Thì chúng ta sẽ ra được Đấy, những cái bước sóng khác nhau và mỗi bước sóng laser này nó lại có tác dụng điều trị một loại bệnh lý khác nhau đó nói một cách đơn giản các bạn hiểu rằng là nếu mà trong một căn phòng mà chúng ta tắt hết đèn đi thì mc lê thông hôm nay bạn ấy mặc áo đỏ và sĩ hoàn mặc áo màu xanh thì nếu mà tôi với thông cùng ngồi trong một phòng không có ánh sáng thì thông cũng sẽ không biết tôi mặc áo gì mà chỉ bảo là anh hoàn mặc áo đen tôi nhìn thấy thông tôi cũng sẽ bảo là thông mặc áo đen bởi vì là chúng ta không phân biệt được màu sắc đúng không đúng nha đấy thế thì cái quang phổ của cái ánh sáng ấy là gì mỗi cái màu sắc nó sẽ có một cái quang phổ riêng và cái đôi mắt của chúng ta nó sẽ nhận biết cái quang phổ đấy và nó sẽ phân biệt được màu khác nhau ví dụ như là tôi có thể phân biệt được là trên áo đấy, của bạn thông là có màu đỏ cũng có thể có thêm màu xanh màu đen gì đó là do cái ánh sáng nó được hấp thụ trên cái màu đỏ thế thì công nghệ laser cũng như thế Mỗi một bước sóng thì chúng ta có một loại laser khác nhau ví dụ cái loại laser là gì có laser CO2 này đấy bước sóng của nó là 10.600 đấy, đấy. laser yag là có bước sóng 1064 và 532 chẳng hạn thế ơ mi này 1320 này đúng không nhỉ? Laser hơi đồng 765, đấy chẳng hạn thế, laser màu 650 rất là nhiều các bước sóng laser khác nhau. Đấy là do cái hoạt chất của cái laser mà nó quyết định cái bước sóng của laser khác nhau. Và từ cái việc là bước sóng đó chúng ta sẽ có một cái chỉ định khác nhau để điều trị một loại bệnh lý. Đấy, thế thì các bạn cũng hiểu thế là lý do tại sao mà chúng ta hay dùng cái từ laser mà điều trị được nhiều bệnh như thế. Mà thật ra không phải là một loại các bạn nhé, mà nó có rất là nhiều loại khác nhau được đại diện bằng các bước sóng khác nhau và bước sóng này được sinh ra là do ấy, cấu tạo cái máy đấy nó sử dụng một cái hoạt chất laser khác nhau thì chúng ta sẽ sinh ra ấy, một cái loại laser khác nhau đấy, và trong trường hợp này ấy, chúng ta đang nói đến cái điều trị giãn mạch thì chúng ta đang sử dụng đấy, cái laser đó là cái laser yắc nhưng mà lại là, là long pump tức là cái bước ấy, cái, cái 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 độ rộng sung của cái laser này rất là dài ví dụ như là cái laser yắc các bạn cũng nghe là chúng ta điều trị cái nám da thì gọi là laser yắc đấy laser Yak điều trị nám da trẻ hóa da là bước sóng 1064 nhưng mà cái độ rộng sung của nó khoảng 6,5 6,5 giây tức là ns ấy, là nano Đấy tuy nhiên là gì cái laser mà tôi nói hôm nay để điều trị cái mạch máu này thì nó cũng là laser Yak nhưng đấy, cái độ rộng sung của nó lại là 300 giây tức là 300 ms tức là nó dài hơn rất là nhiều nó dài hơn rất là nhiều cái bước sóng của cái laser điều trị cái nám da thì các bạn cũng hiểu là gì trong, nếu mà bạn nào cũng hiểu, học về vật lý thì các bạn cũng hiểu là Cái bước sóng của ánh sáng mà càng ngắn thì khả năng đâm xuyên càng lớn Giống như là chúng ta chụp x-quang thì chúng ta sẽ dùng cái tia đơn gen Mười mũ khoảng, khoảng 12, trừ 12 đấy Thì khi chúng ta, cái tia đấy nó chiếu vào cơ thể chúng ta, xuyên luôn qua cơ thể và các bạn không có cảm nhận gì Thì chúng ta gọi là bước sóng đấy, nó rất là ngắn, tia rơn gen trong điều trị x-quang Hay là những tia khác còn ngắn hơn nữa đấy, trong quá trình mà chúng ta tiếp xúc à, Tuy nhiên là gì? cái bước sóng laser này thì lại nó nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy vì thế nó nó rất là an toàn chứ nó không giống như là những cái mà chúng ta chụp x quang thế nên là để giải quyết cái vấn đề là nhiều bạn sợ rằng là chúng ta điều trị laser nó nguy hiểm lý do là gì nó dùng sóng 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 ngay từ sóng nó tia 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 rất sợ Vậy. nhưng mà không các bạn ạ ánh sáng laser là nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy cực kỳ an toàn Đấy. và cái an toàn laser này nó cũng lại phụ thuộc vào rất nhiều đó là cái cái chuyên môn và cái kỹ thuật điều trị của bác sĩ Đấy. thế thì hiện nay Đấy, ở tại phòng khám chuyên khoa da liễu Maya chúng tôi có rất nhiều các máy laser khác nhau để điều trị các loại bệnh lý nên là các bạn thấy bác sĩ Hoàn chia sẻ trên sóng fn là điều trị rất nhiều bệnh lý bằng laser thì hôm nay tôi cũng có một cái vài phút để chia sẻ các bạn là về cái laser là như thế nào tại sao lại sử dụng từ laser một cái lạm dụng như thế nhưng thật ra không phải là lạm dụng các bạn ạ bởi vì là laser có rất nhiều các loại máy khác nhau nhé và chúng ta có thể điều trị các bệnh lý khác nhau và trong điều trị mạch máu này chúng ta sẽ sử dụng một loại laser chúng ta gọi là laser có cái bước sóng và có cái độ rộng sung dài gọi là laser ấy, dắt sung dài và bước sóng và độ rộng sung của cái này nó rơi vào cỡ khoảng tầm 300 ml và khi chúng ta điều trị mạch máu thì nó sẽ được hấp thụ bởi cái cái hemoglobin tức là những cái hồng cầu ở trong mạch máu và nó có hai cái cơ chế tác động để có thể làm teo mạch máu một là gì nó làm vón cục các hồng cầu lại thứ hai là gì nó làm teo ấy, cái thành của mạch máu lại để tạo cái điểm nút thắt và không cho cái hồng cầu di chuyển qua mạch nữa. Từ đó thì nó sẽ làm giảm và mất cái sự cung cấp máu cho mạch máu. Từ đó là gì? Cái mây máu của chúng ta nó sẽ tiêu theo cái cơ chế là, tư thế tự tiêu, tự tiêu hay người ta gọi là hiện tượng hoại tử khô vâng. và không gây tổn thương các mô xung quanh vâng như vậy là chúng ta cũng có thể thấy được là công nghệ laser đúng như chúng ta vẫn nói ngay từ đầu đúng không ạ đúng là một cái cứu cánh cho rất nhiều vấn đề về da liễu và đặc biệt là với vấn đề điều trị giãn mạch máu vùng mặt thì công nghệ laser đặc trị mạch máu này như bác sĩ vừa chia sẻ thực sự là chắc chắn là rất là hiệu quả Vậy thì thưa quý vị thính giả thân mến, chúng tôi cũng xin được nhắc lại với quý vị, nếu như quý vị đang gặp phải tình trạng này cũng như có bất cứ những câu hỏi nào liên quan tới da liễu và thẩm mỹ mong muốn được bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn của chúng tôi giải đáp, hãy tiếp tục gọi điện về tổng đài 19006255 lúc này để được các biên tập viên của chương trình cũng sẽ cùng lắng nghe và tiếp nhận câu hỏi của quý vị. Tới phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng giải đáp chi tiết cho những trường hợp của quý vị. Và thưa bác sĩ thân mến ạ, à, trong quá trình mà điều trị giãn mau mạch ở da mặt thì rất nhiều chị em phụ nữ cũng sẽ có những cái thắc mắc đó là liệu là họ có trang điểm được hay không hay là có thể sử dụng các loại dược mỹ phẩm chăm sóc làm đẹp da mà họ cũng đã sử dụng từ trước hay không ạ? À, cảm ơn MC Lê Thông. Đây là một trong những vấn đề mà rất là nhiều người quan tâm như MC Lê Thông có nói. Cũng giống như là chúng ta điều trị nám thế. Người ta lo lắng là gì? Sau khi điều trị nám xong thì là mặt nó xấu này. Đúng nhỉ? Thế điều trị mảnh máu xong mặt nó cũng xấu dẫn đến là gì không đi làm được dạ. xong rồi là phải dùng những cái đồ để che chắn Đấy, tuy nhiên câu trả lời của bác sĩ hoàn là không các bạn ạ chúng ta điều trị nám bây giờ bằng công nghệ mới là gì các bạn trở về cuộc sống và công việc bình thường giống như tôi hay nói là gì khi một người điều trị nám bằng công nghệ laser mới bây giờ bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ hoàn chẳng hạn thì bạn hoàn toàn bình thường da bạn không có tổn thương gì hết Đấy, mà nám nó sẽ mờ theo thời gian Và bạn có thể quay trở về cuộc sống ngay lập tức được thậm chí là đến chồng và những người cùng cơ quan không hiểu là bạn làm gì hết ngày xưa thì nếu các bạn điều trị xong về nhà chắc chắn là mọi người sẽ biết ơ à, cô bé này đi đi điều trị đi, 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 đi này, có đi nám náms nhìn thấy biết ngay. tuy nhiên là không bây giờ không nhé. bây giờ bác sĩ hoàn điều trị à, bằng công nghệ laser mới là các bạn thì bước ra khỏi phòng khám là ra mặt bình thường, không có tổn thương gì hết và chúng ta trở về cuộc sống bình thường. thế thì cái việc mà chúng ta điều trị cái giãn mao mạch, giãn mạch máu này cũng như vậy. tức là gì? cái cơ chế điều trị giãn mao mạch này là chúng ta sử dụng một cái công nghệ laser là gì? nó chỉ chọn lọc trên Đấy, cái hồng cầu là cái hemoglobin Và đấy, cái mạch máu Chính vì thế nên là nó không tổn thương Cái mô xung quanh Và khi chúng ta điều trị nó sẽ có hai cái bước điều trị Quan trọng đấy, trong quá trình điều trị Ví dụ như ngày xưa thì khi các bạn điều trị uh, Cái gì bằng laser các bạn cũng phải bôi tê đúng không Chúng ta phải bôi tê này xong rồi tôi mới chạy máy lên trên đấy Nhưng không bây giờ chúng ta điều trị mạch máu này Thực tế là chúng ta không cần bôi tê Mà chúng ta sẽ có một cái công nghệ Được sử dụng để làm tê bề mặt da các bạn Đó là gì các bạn biết không Tức là chúng ta sẽ hạ nhiệt độ cái bề mặt da của các bạn xuống khoảng âm 6 độ là chúng ta sử dụng một cái máy gọi là máy làm lạnh da. À, máy làm lạnh da. Tức là bước một để chúng ta điều trị mạch máu là gì? Chúng ta làm sạch da này. Bước thứ hai là chúng ta sử dụng một cái máy để làm lạnh cái bề mặt da của bạn xuống khoảng âm 6 độ. À, và chúng ta sẽ giúp cho cái mạch máu của các bạn nó cũng bị hạ xuống âm 6 độ. Hồng cầu trong máu của các bạn cũng bị hạ xuống âm 6 độ. Tầm tầm nhiệt độ như thế. Thế thì khi chúng ta hạ nhiệt độ của da xuống như thế thì điều gì xảy ra? tức là trong mạch máu của chúng ta sẽ có những cái hồng cầu nó di chuyển bên trong nó giống như những cái xe ô tô đang chạy ở trên đường với một cái tốc độ đều 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 đấy. thế thì khi chúng ta hạ nhiệt độ xuống âm 6 độ thì thứ nhất là gì lòng đường bị thu hẹp lại tức là gì cái mạch máu các bạn co lại đấy là một làm cho đấy, cái việc hẹp lại này dẫn đến cái hồng cầu không di chuyển nhanh được thứ hai là gì cái lạnh ở trong cái, cái 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 lòng mạch đấy, xuống khoảng âm 6 độ thì hồng cầu nó cũng bị di chuyển chậm lại chậm lại chậm lại và cái việc mà hồng cầu di chuyển chậm, mạch máu bị co lại là bước một. Bước hai là chúng ta sẽ sử dụng công nghệ laser đấy, sung dài, đấy, laser chắc sung dài mà tôi nói với các bạn, đấy là chúng ta tác động vào cái mạch máu đó thì lập tức là nó khiến cho mạch máu đó nó hai cái bề, hai cái vùng mạch máu đó nó bị khép chặt lại ở một đầu và những cái hồng cầu ở xung quanh cái vị trí chúng ta tác động ấy nó vón cục lại thành một cái điểm chúng ta gọi là đấy, một cái điểm máu đông ở đấy và từ đó là gì? nó ngăn cho không cho những hồng cầu tiếp theo di chuyển vào trong mạch nữa thì chúng ta sẽ điều trị ở đầu mạch chúng ta sẽ điều trị ở cuối mạch à, các bạn cũng tưởng tượng thế thì, thì dẫn đến là gì cả một cái đoạn mạch chúng ta điều trị này nó sẽ bị không còn à, cái sự di chuyển hồng cầu phía trong nữa không có sự đổi mới hồng cầu phía trong nữa và chỉ khoảng một thời gian rất là ngắn thì mạch này không được cung cấp cái nuôi dưỡng nữa thì nó sẽ teo và nó biến mất khỏi bề mặt da các bạn và quá trình điều trị này thì bởi vì là sử dụng công nghệ laser có tính chọn lọc nên là nó chỉ tác động được vào mạch máu tác động vào hồng cầu mà không tổn thương mô xung quanh vì thế nên là người điều trị mạch máu khi đứng dậy khỏi cái dương điều trị ra bệnh nhân chỉ hơi hồng và không có vấn đề gì cả và các bạn về nhà chỉ việc thoa kem bình thường Đấy, mà bác sĩ kê đơn là các bạn có thể trở về công việc và cuộc sống bình thường không ảnh hưởng gì hết thì đó là cái sự tiến bộ trong vấn đề mà điều trị và nếu mà các bạn cần phải trang điểm thì cũng có thể hỏi lời khuyên của bác sĩ để chúng ta có thể trang điểm như thế nào cho nó phù hợp khi mà chúng ta đang điều trị cái tổn thương mạch máu như thế này. Dạ vâng rõ ràng là trước khi mà chúng ta uh, thực hiện những cái chỉ định của các bác sĩ đúng không ạ thì chúng ta cũng nên có cái sự uh thăm dò trước với bác sĩ chúng ta định trang điểm thì chúng ta cũng nên hỏi bác sĩ đang điều trị cho mình đúng không ạ liệu là nên trang điểm như thế nào và À, liệu có đánh đậm như mọi ngày không đúng không ạ? Vâng, rất nhiều những câu hỏi khác nhau mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều chị em phụ nữ nếu như, như đang theo dõi chương trình này cũng sẽ đặt ra những băn khoăn. Và thưa bác sĩ thân mến ạ, à, rõ ràng chúng ta thấy rằng là muốn điều trị giãn mau mạch ở mặt đạt một cái hiệu quả rất là cao thì như bác sĩ đã phân tích, trước tiên là chúng ta phải xác định được cái nguyên nhân đúng không ạ? Từ đó thì sẽ lựa chọn những cái phương pháp phù hợp và tuân theo chỉ định của các bác sĩ. Vậy thì để tránh cái hiện tượng giãn mau mạch này có thể bị tái phát sau khi điều trị thành công lần đầu thì chúng ta cần có những lưu ý gì trong cái việc là chăm sóc và bảo vệ làn ra vùng mặt của mình thưa bác sĩ. Vâng, à, đối với cả vấn đề điều trị giãn mạch thì thông thường là tôi hay nói với bệnh nhân là gì? Việc điều trị máu mạch là điều trị vĩnh viễn. Tức là khi chúng ta đã điều trị cái mạch máu này biến mất là chúng ta sẽ không thấy nó xuất hiện trở lại nữa và da chúng ta hoàn toàn bình thường. Chúng ta không bị cái hiện tượng gọi là tái phát của cái hiện tượng là giãn mạch mà các bạn chỉ bị là xuất hiện thêm khi các bạn lại lặp lại những cái thói quen sai, những cái thói quen xấu hoặc là những cái tác động của môi trường tác động vào bạn gây ra hiện tượng là các bạn bị xuất hiện thêm những cái mạch máu mới thôi ví dụ như là chúng ta điều trị đấy, trong cái trường hợp này là chúng ta điều trị cái rãnh mạch của những người mà sử dụng kem trộn đấy, bị nám da kem trộn đó thì các bạn tưởng tượng là gì những người mà bị nám da này mà lại có kèm theo rãnh mạch máu thì thứ nhất là gì cái nám da nó đã làm đen mặt rồi xong thêm cái rãnh mạch máu nữa là cái mặt nó đỏ thế nên là nhìn cái mặt của người bị nám mà có kèm theo cái rãnh mạch là cái mặt đỏ đen trông rất là xấu trang điểm kiểu gì nó vẫn xấu trang điểm kiểu gì chúng ta vẫn nhìn thấy là cái mặt nó xấu và chắc chắn là rất mất tự tin đúng nhỉ? Rồi thì những người sử dụng kem trộn, lại mặt thì da thì mỏng dính, lại lúc nào cũng đỏ ao ao và mạch máu dưới da thì giãn, da lúc nào cũng nhạy cảm thì cái việc mà chúng ta phải điều trị cái mạch máu đưa lại cái da trở về bình thường là vô cùng quan trọng à, và việc mà chúng ta có thể điều trị để trở về cái làn da bình thường là trong cái khả năng chúng ta có thể làm được. Tuy nhiên để sau này các bạn không bị lại cái hiện tượng giãn mạch, đúng nhỉ? Không có bị hiện tượng là mạch máu chúng ta bị giãn nữa thì thứ nhất là các bạn phải tránh các nguyên nhân gây nên cái hiện tượng này bao gồm là các bạn không được dùng những cái mỹ phẩm trôi nổi không được sử dụng những cái sản phẩm mà có tính chất làm đẹp, làm trắng, làm hồng nhanh chẳng hạn như thế thì đó là những cái sản phẩm mà nó rất là dễ gây ra hiện tượng đó. Thứ ba nữa là gì? Chúng ta sử dụng thuốc phải theo chỉ định của bác sĩ, đúng không nhỉ? Thứ tư nữa là gì? Khi mà chúng ta gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp chăm sóc, điều trị nó phù hợp để tránh những cái biến chứng mà vẫn giữ được những cái kết quả tốt đẹp cho cái cơ thể cũng như cái sức khỏe của bạn. Và đặc biệt là gì? Đối với cả những phụ nữ mà chúng ta muốn có một làn da đẹp thì lời khuyên của tôi là gì? cái việc mà tránh nắng mặt trời và sử dụng những chế phẩm để bảo vệ da đó là những cái sản phẩm kem chống nắng là vô cùng vô cùng quan trọng nếu các bạn không có những cái sản phẩm để bảo vệ da thì tôi khẳng định rằng là làn da của các bạn chắc chắn là lão hóa và điều đó là điều gần như không thể tránh khỏi còn nếu mà chúng ta có một chút kiến thức các bạn có thể tư vấn với các bác sĩ chuyên khoa về da các bạn sẽ được bác sĩ đưa cho lời khuyên cũng như là giải thích một cách cặn kẽ về quá trình lão hóa và những cái tác động từ môi trường cũng như từ ánh nắng mặt trời và các bạn sẽ có ý thức trong vấn đề bảo vệ da của mình thì theo tôi, tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta điều trị có kết quả rồi để giữ cái kết quả đó thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái hiểu biết của các bạn và cái việc mà các bạn tuân thủ những cái lưu ý của bác sĩ sau điều trị chính vì thế nên là tôi chúc các bạn sẽ luôn luôn có được những làn da đẹp sau khi mà các bạn điều trị có kết quả tốt và hãy trở thành những cái người thông minh hiểu biết để các bạn có thể tránh được những cái tác động sau này ảnh hưởng đến làn da của các bạn và gây nên những tình trạng mất thẩm mỹ giống như cái hiện tượng giãn mao mạch hay là bị nám da hay là bị mỏng da do kiềm trộn Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ với những thông tin vô cùng bổ ích vừa rồi và hy vọng là quý vị thính giả chúng ta cũng đã có thêm cho mình những kiến thức quan trọng cũng như đã có cho mình những cái sự lựa chọn về cơ sở điều trị và chăm sóc da cho chính mình. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa với tất cả quý thính giả, tổng đài 19006255 cùng với địa chỉ email biên tập a989.vn à lúc này vẫn đang tiếp nhận những câu hỏi của quý vị liên quan tới bệnh lý về da liễu và thẩm mỹ. Quý vị quan tâm hãy tiếp tục gọi điện về để nhận được phần tư vấn từ chuyên gia. Còn bây giờ đây chúng ta sẽ cùng bước sang phần 2 của chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng bắt đầu. Sau đây là chương trình quảng cáo. Lan ơi, Lan ơi, sếp gửi danh sách đại diện đi nước ngoài rồi. Có tôi nhá, có bà nhá. Thôi, tôi chả đi đâu. Xinh đẹp như bà thì còn hào hứng. Chứ tôi bây giờ, mặt thì đầy mụn, sẹo, cái thì thâm, cái thì dỗ chả tự tin làm gì tôi tính khéo mà hỏng cả việc của sếp giao chứ ui giời được chọn đại diện mới khó chứ xinh đẹp thì khó gì đến maya với tôi đi maya đúng rồi maya em maya phòng khám da liễu thẩm mỹ chuyên khám và điều trị các bệnh về da như mụn trứng cá xóa vết thâm trị sẹo lồi sẹo lõm trị tàn nhang viêm da cơ địa với ứng dụng công nghệ thẩm mỹ hiện đại, Maya còn giúp cho hàng nghìn khách hàng lấy lại tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống nhờ nâng cơ, trẻ hóa, xóa nhăn, không cần phẫu thuật. Nhưng liệu có đảm bảo an toàn không? Tất nhiên rồi, các bác sĩ tại Maya đều là những thạc sĩ chuyên khoa da liễu, nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, các trang thiết bị chính hãng 100%, đảm bảo an toàn tuyệt đối và lại tiết kiệm chi phí tối đa nữa. Nhìn tới đây này, nhờ Maya chứ còn đâu nữa. Thế thì mình yên tâm quá rồi. Uhm, vậy ta đi thôi nào. Mắc bệnh về xa, đến Maya là khỏi phòng khám gia liễu thẩm mỹ Maya Maya địa chỉ số 9 hòa cầu đống đa hà nội hotline 0243 933 6868 Xin được chào đón quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở về với thời lượng phát sóng trực tiếp của chương trình Gặp Thế Thuốc Nổi Tiếng ở phần thứ hai để cùng lắng nghe và tư vấn với tất cả quý vị thính giả, các bệnh lý về da liễu và thẩm mỹ. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa tổng đài 19006255 cùng với hòm thư điện tử biên tập A.989.vn đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần 2 với vị thính giả đầu tiên. Alo. À, alo, em chào chương trình ạ, à, em chào bác sĩ ạ. À. Dạ vâng, vâng ạ. Chào bạn ạ. Dạ, dạ vâng ạ. Mà bác sĩ em tên là Mến thì em ở bác Giang ạ thì em hay nghe chương trình thầy thuốc nổi tiếng trên đài lắm thì nhất là cái mục da liễu của bác sĩ Hoàn thì em hay gặp các bệnh về da <laughs> vâng, thì da cảm em mỏng lắm bác sĩ ạ rất vâng. à, vâng. thì rất là cái vùng da mặt của em thì nó mỏng mà nó rất là dễ bắt nắng em cũng chịu khó che chắn với cả bôi kem chống nắng để bảo vệ nhưng mà nếu mà nhìn kỹ trên mặt em thì vẫn có nhiều cái mạch máu li ti chạy dọc hai bên má và là chỗ đầu mũi bác sĩ ạ ừ. Vâng. thì nên nhìn da em nó trắng nhưng mà nó cũng không được đẹp lắm vì da nó có hơi đỏ yếu nên có phải nên phải đánh phấn để che đi thì bác sĩ thể tư vấn giúp em là bệnh này thì có điều trị được không ạ? À, cảm ơn bạn. À, thứ nhất là tôi hiểu câu hỏi của bạn rồi. Bạn là một bạn gái còn tương đối là rất là trẻ mà bạn có những ừ. hiện tượng gọi là giãn uh, mau mạch ở dưới da. Thì đây nó rơi vào cái trường hợp chúng ta gọi là giãn mau mạch do hiện tượng di chuyển đấy. Tức là khi mà chúng ta ừ. sinh ra nó đã có cái hiện tượng là bị giãn mau mạch ở những vị trí mà da yếu mỏng, bao gồm là vùng đầu mũi này, cánh mũi này và kèm theo đó là vùng vùng gò má. À, da bạn lại trắng nữa thì việc giãn mạch này nó lại càng thể hiện rõ nhất là khi mà à, cái da trắng mà cái màu đỏ nó rất là nổi bật trên cái da trắng thì có thể là chúng ta nhìn từ xa chúng ta có thể quan sát, sát thấy rồi thật ra thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe nhé bạn nhé thứ nhất là như thế à. không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn à, vì thế nên ra là cái việc mà xử lý cái hiện tượng giãn mạch này thì chúng ta hoàn toàn xử lý là do cái vấn đề thẩm mỹ thôi tức là nó gây ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ mà bạn phải trang điểm bạn phải che lấp đi cái mạch máu đó và một phần nữa là chúng ta để lâu dài sau này khi bạn nhiều tuổi hơn thì thường là cái giãn mao mạch nó thường có kích thước lớn hơn đúng không nhỉ? Và có cái hiện tượng tăng sinh thêm những cái mạch ở xung quanh nữa. Nếu mà chúng ta ấy, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều, chúng ta sử dụng những cái sản phẩm không may và chúng ta sử dụng các sản phẩm mà có tính chất là làm cho da chúng ta nó bị giãn mao mạch thêm. Đấy thì cái việc mà các bạn điều trị trong cái trường hợp này là cũng nên. Và theo tôi ý, thì việc điều trị cái giãn mao mạch này ngày xưa chúng ta gặp rất nhiều khó khăn là gần như chúng ta không có công nghệ để xử lý cái hiện tượng giãn mao mạch này. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có công nghệ để chúng ta xử lý này và nó là những cái công nghệ đặc trị. Tức là chúng ta có thể dùng công nghệ laser À, sung dài để yeah. chúng ta điều trị cái mạch máu này thì thường là với cái mạch máu của bạn thì chúng ta chỉ cần chiếu cái laser vào cái vị trí mạch máu thôi thì theo tôi là chỉ cần sau khoảng 2 tuần thôi thì gần như là cái mạch máu của bạn nó đã giảm thiểu đi rất là nhiều rồi và bạn sẽ không nhìn thấy cái hiện tượng giãn mạch dưới da của bạn nữa à, và cái yeah. việc mà điều trị này thì nó không gây tổn thương lên những cái vùng da xung quanh cái mạch máu của bạn mà nó chỉ điều trị chính xác vào cái mạch máu thôi à, nên là sau khi điều trị xong thì bạn cũng không cần phải nghỉ ngơi gì cả bạn có thể quay trở về việc học của bạn hoàn toàn bình thường và bạn có thể đi chơi bình thường mà không ảnh hưởng đến sức khỏe thì bạn có thể tham à, vâng khảo rồi. và tìm hiểu cái phương pháp sử dụng công nghệ laser điều trị mạch máu nó là cái công nghệ rất là đặc trị trong vấn đề xử lý mạch máu cho bạn nhé bạn nhé vâng ạ. À, bác sĩ như bác sĩ chia sẻ với em thì là cái Được. bệnh này ngoài cái nguyên nhân mà do di truyền thì còn có nguyên nhân nào khác không ạ có ừ. nếu mà điều trị bệnh này thì có mất nhiều thời gian không ạ à, vâng thứ nhất là nếu mà à, bạn có nghe từ đầu thì tôi cũng đã chia sẻ là có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng giãn mau mạch Đấy, ừ. và thật ra trong quá trình mà điều trị thì cái việc mà à, người ta đến điều trị do cái nguyên nhân của bạn là nguyên nhân di chuyển tức là thấy nó từ nhỏ mà đến gặp bác sĩ hoàn điều trị thì theo tôi thấy là chưa nhiều bởi vì là vì nó xuất hiện từ nhỏ nên là các bạn thường coi nó là những bệnh lý thông thường và các bạn cũng coi nó là những cái cấu tạo bình thường của da không quan tâm đến cái quá, quá trình thẩm mỹ tuy nhiên đa số hay gặp khi đến phòng khám để điều trị thì đó là những người mà sau khi sử dụng kem trộn những người bị nám da những người mà già nhiều tuổi những người lão hóa những người mà sử dụng thuốc lâu dài à, như là những cái thuốc mà tôi nói là điều trị những cái bệnh lý như là bệnh lý về đường hô hấp chẳng hạn như thế như là cái hen phế quản này, hay là cái bệnh lý mà viêm mũi dị ứng thì các bạn thường hay đến thăm khám bác sĩ và các bạn muốn điều trị cái giãn mạch đó. Bởi vì thứ nhất là nếu mà cái người mà sử dụng kem trộn thì bạn biết rồi thứ nhất là da rất là ngứa, nám da, kèm theo da nó cũng đỏ, mạch máu dưới da giãn rất là nhiều và họ phải đến điều trị. À, chứ không thể để như thế được. Thứ hai là những người bị nám da, nám da xong lại kèm theo cả cái hiện tượng giãn mạch do cái vấn đề là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm điều trị nám sai trong quá khứ hoặc là những phương pháp lột tẩy da trong quá khứ gây nên cái hiện tượng là da mỏng giãn mạch thì các bạn cũng đến điều trị thứ ba là những người mà điều trị có loại thuốc đấy thì hay làm là cái vùng mũi nó bị đỏ đúng nhỉ mà nếu mà cái mũi nó đỏ thì trông buồn cười lắm các bạn để ý nếu mà một người mà khuôn mặt hoàn toàn bình thường như cái mũi đỏ chét lên thì người khác nhìn thấy trông như chú hề ấy nên là nhiều khi đến gặp bác sĩ hoàng có nói là em phải điều trị cho anh cái mũi này này bởi vì là trông anh soi gương buồn cười lắm trông cứ như kiểu là anh là chú hề trong cái, cái chương trình hoạt hình ấy <laughs> cái mũi nó cứ đỏ chét ra xong rồi nhìn thì mạch máu nó giãn đấy chẳng hạn như thế, thế thì chúng ta à, hay gặp là trong trường hợp đó thế thì à, nguyên nhân gây ra hiện tượng giãn mạch thì nhiều bạn ạ à, trong đó nguyên nhân của bạn thì theo tôi tôi, tôi đánh giá thì nó là do cái, cái di chuyển bạn đã có từ từ nhỏ rồi à, và cái việc điều trị cái cái bệnh lý này ấy, thì thông thường là chúng ta điều trị rồi thì nó không tái phát bạn ạ điều trị thì nó đã khỏi hoàn toàn và cái mạch máu của bạn nó sẽ bị mất hoàn toàn và nó không xuất hiện lại nữa trả bạn một làn da hoàn toàn bình thường nhé bạn nhé Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ tư vấn cho em kỹ ạ. Thì em của bác Giang cũng hơi xa nên cũng sẽ cố gắng sắp xếp về xuống Hà Nội để thăm khám bác sĩ sớm để điều trị cái tình trạng của em lấy lại cái da nó đẹp hơn. À, dạ vâng ạ. Dạ à. vâng. Cảm ơn bạn. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em chào bác sĩ, chào chương, vâng chương à. trình ạ. Vâng, xin được cảm ơn vị thính giả cũng đã tin tưởng và kết nối với chương trình của chúng tôi và rất là mong là chị cũng sẽ sớm thăm khám điều trị cho tình trạng da của mình để chúng ta lấy lại sự tự tin nhất cho làn da. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một tín hiệu điện thoại tiếp theo ạ. Alo. Alo ạ. À. Vâng, xin chào vị thính giả. Vâng, chào, xin trình và chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, dạ, à, xin vâng, mời thính giả anh. cùng uh, giới thiệu một chút về mình và đặt câu hỏi chị nhé. Vâng, em năm nay là 44 tuổi, có một số câu hỏi muốn mong bác sĩ tư vấn với họ. Dạ vâng ạ, chị cứ hỏi ạ. Vâng, vâng, năm nay uh, con gái nhà em nó, năm nay nó 18 tuổi mà nó bị loạn dưỡng móng tay. Uh, thì... Vâng cũng điều trị mấy đợt ở bệnh viện da liễu nhưng mà nó chỉ đỡ nó không khỏi thì vâng. ừ, liệu có chưa khỏi rứt điểm là cái bệnh không của bác sĩ? Vâng, đây là câu hỏi một ạ. À. Câu hỏi hai của chị là gì ạ? À? Ừ, câu hỏi hai là ừ, em thì cứ bây giờ no không nám nhưng mà nó cứ quầng ở cái cái mắt này ở dưới ấy mà ừ, nó cứ thâm thâm nhiều lắm. Vâng vâng. Mới mùa mùa đông thì loan lẻ nó cứ đỏ dừ cả má này À rồi. Câu hỏi thứ ba ừ. của chị là gì ạ? À? Đấy thì nó có mấy cái cái thôi Dạ à, vâng ạ. vậy là có hai câu hỏi, một câu hỏi là dành cho con gái 18 tuổi của chị và một câu hỏi ừ. thứ hai là dành cho chính bản thân chị đúng không ạ? Vậy thì tôi ừ. sẽ trả lời câu hỏi của con gái của, của bạn trước. Thứ nhất là bạn gái là bị cái hiện tượng gọi là loạn dưỡng móng. À, và chị đã từng thăm khám ở bệnh viện gia liễu trung ương rồi đúng không và cũng đã từng được điều trị rồi thì thứ nhất là tôi nghĩ là về chẩn đoán thì tôi không có bàn cãi bởi vì chắc chắn là khi bạn vào bệnh viện gia liễu trung ương chẩn đoán rồi thì tôi tin tưởng các đồng nghiệp của tôi chắc chắn là chẩn đoán đúng rồi thứ hai là vấn đề điều trị loạn dưỡng móng thì như thế nào tức là loạn dưỡng móng là một cái hiện tượng mà cái ra cái móng của con gái của bạn ấy nó bị thiếu cái chất dinh dưỡng để nó nuôi dưỡng dẫn đến là nó mọc một cái bất thường có thể là nó sần sùi có thể là nó dễ gãy rồi thì nó có thể có hình thù trông nó rất là xấu xí đúng không ạ Đấy. Vâng, nó cứ dần dần dần. À dạ vâng đúng rồi. Vì thế nó ảnh hưởng đến cái tính thẩm mỹ của con vâng. gái bạn mà bạn ấy cũng 18 tuổi rồi. Cái tuổi bắt đầu là chúng ta cũng muốn đẹp, cũng muốn sơn móng tay, đúng không nhỉ? Vâng. Cũng muốn là chúng ta đeo cái nhẫn hay là đeo cái đồ trang trí trên tay. Vậy như thế vâng. thì cũng ảnh hưởng. Thứ nhất là bạn phải hiểu là loạn dưỡng móng thì nguyên nhân là do bị thiểu dưỡng cái móng của bạn. Đấy, của con gái bạn ấy dẫn đến hiện vâng. tượng là móng nó như thế. Nên là cái cách của chúng ta là gì? Thứ nhất là chúng ta phải tăng cường cái dinh dưỡng cho móng. Và bạn phải hiểu rằng là gì? một cái móng của con bạn mọc từ cái vị trí gọi là giường móng ra đến bờ tự do là cái phần mà chúng ta hay cắt móng tay ấy nó mất được. tối thiểu là 6 tháng nha bạn nhé mất tối được, thiểu rồi. 6 tháng nên là cái việc điều trị loạn dưỡng móng này của con gái bạn là một cái điều, điều trị rất là lâu dài chứ không phải là chúng ta chỉ điều trị một cái đơn thuốc mà con bạn sẽ có được cái móng bình thường đúng không à, nhỉ bạn ừ, hiểu không ạ đúng rồi chính vì thế nên là bạn điều trị như thế về thời gian là chưa đủ tôi khẳng định với bạn là như thế Đúng không nhỉ? Vâng. Ví dụ như là hồng cầu trong cơ thể chúng ta nó cần 3 tháng để nó thay một lớp mới. Nên là chúng ta muốn xét nghiệm, cho muốn xem thay đổi về cái hồng cầu chúng ta ít nhất là cũng phải 3 tháng đúng không nhỉ? Đấy vâng. hoặc là một số những cái chỉ số trong máu như là theo dõi cái 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 bệnh lý gọi là là là, là đái đường đấy thì chúng ta cũng xét nghiệm cái gọi là gì? Đường trong máu, đường trong hồng cầu ấy để chúng ta biết được là người ta trong 3 tháng vừa rồi nó có rối loạn đường máu hay không, đúng không nhỉ? Vâng. Thế thì con gái của bạn là cần phải điều trị tiếp nhé bạn nhé. Thứ hai nữa vâng. là gì? Lời khuyên của tôi là gì? Con gái của bạn không nên tiếp xúc nhiều với nước và xà phòng. Và thứ hai nữa là vâng, gì? Vâng, cháu nó toàn đeo găng tay. À vâng, đeo găng tay nhưng ta phải đeo đúng. Chị thử nói tôi xem là con gái chị đeo găng tay như thế nào. Thì cháu đeo cái cái cao su mà đeo găng dày dày, dày này giữa bát này này. À. Đấy này. Đeo như thế là là chưa đúng chị ạ. Vâng. Vâng. Đeo đúng thì phải đeo thế nào? Con gái chị chị nên mua thêm cho bạn ấy cái găng tay bằng lông ấy, găng tay mà để bốc thức ăn ấy. Chị có biết à, loại có, găng tay đấy không? Có 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 cái loại ấy Đúng rồi con gái chị bạn là phải đeo găng tay ni lông trước này xong đeo găng tay cao su ra ngoài rồi chúng ta mới làm việc đấy. nhá chị nhá đấy thế thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất là phải điều trị tiếp cho con gái của chị này thứ hai nữa là chúng ta phải bảo vệ cái đôi tay một cách đúng đắn thì tôi nghĩ là nó sẽ phục hồi lại đấy trả con gái bạn cái làn cái làn da cũng như là cái móng tay bình thường thôi thứ hai nữa là cái tình trạng của chị thứ nhất là chị bị thâm mắt và thứ hai nữa là chị bị cái hiện tượng gọi là bị bị đỏ và nẻ phần và má vào mùa đông thì thứ nhất là cái thâm mắt của chị thì người ta gọi là một cái bệnh lý có tính chất là là di truyền tức là do cái quá trình mà 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 bản thân của chị khi mà còn trẻ cũng có thể đã có rồi. Xong rồi khi nào mình 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 lớn lên về sau này ấy, cái việc mà cái chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi và cái lối sống của mình ấy, nó có thể ảnh hưởng đến vấn đề là thâm mắt thì thâm mắt của bạn có hai cách điều trị. Cách thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm để mang tính chất là bôi dưỡng cho vùng mắt kèm theo massage. Cách thứ hai ấy, là bạn có thể sử dụng các công nghệ cao trong cái điều trị cái thâm mắt. Ví dụ như công nghệ laser để trị thâm mắt còn nếu mà à, khi bạn thăm khám mà có kết hợp thêm cái hiện tượng là mỡ ở mắt nhiều nữa, mỡ bọng mắt nhiều thì chúng ta có thể ấy, suy nghĩ đến vấn đề là chúng ta có thể là lấy bỏ phần mỡ ở mắt đi để chúng ta tái tạo lại vùng mắt mới và chúng ta trị liệu cái vấn đề thâm mắt nó sẽ có hiệu quả hơn. Còn cái hiện tượng mà bị khô cái vùng má vào mùa đông thì của bạn bị một cái bệnh lý chúng tôi gọi là bệnh lý viêm da dầu của bạn ạ, Đấy bị khô da vào mùa đông ấy thì cái này khi bạn đến thăm khám bác sĩ thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp ví dụ như là sử dụng những cái sản phẩm để rửa mặt này, sử dụng những cái sản phẩm để dưỡng da và có những cách chăm sóc đặc biệt vào mùa đông thì cái tình trạng này của bạn nó sẽ không gặp lại nữa nhé bạn nhé dạ vâng ạ xin cảm ơn lời tư vấn vừa rồi từ phía bác sĩ nguyễn văn hoàn tới quý vị thính giả của chúng ta thưa quý vị và các bạn thân mến chúng ta cũng sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một tín hiệu điện thoại tiếp theo ạ alo vâng ạ chúng alo ta ạ. cũng vâng xin chào vị thính giả xin mời thính giả cùng vâng. giới thiệu về mình ạ Vâng, chào chương trình chào bác sĩ vâng. Dạ vâng chào anh ạ vâng Chào bác sĩ, bác ơi, cho tôi có hai câu hỏi. À, vâng. à, tức là tôi này nó bị cái bệnh à, đợt trước cũng hỏi bác rồi là được. tôi nó bị à, ở cái chỗ da bìu tinh hoàn này bác ạ. À. À, thì đợt trước thì bác bảo đấy nhưng mà tôi cũng đã được bệnh viện trung ương tôi mới à, khám rồi thì bị, à, bệnh viện à, da liễu trung ương họ kết luận là nó bị à, giãn tĩnh mạch rồi nhưng mà họ cũng cho thuốc là. À, vừa thuốc uống mỗi thuốc bôi là cũng bôi, bôi, khoảng được hơn tháng rồi nhưng mà à. tức là 10 phần trăm thì nó cũng chỉ đỡ được 50 thôi còn bây giờ là xem cái tĩnh mạch đấy của nó nó vẫn cứ đỏ rực đấy bác ạ à vâng vâng thì thì muốn là hỏi bác xem là À, ví dụ ra chỗ bệnh viện của bác liệu bác có chữa được không? Mà bây giờ nếu như là cái trường hợp như thế thì nó khoảng hết khoảng bao nhiêu tiền ạ? À? Hỏi bác ạ. À. à vâng, cảm ơn anh. Thứ nhất là gì? Vâng. Rất là là, là 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 chúc mừng anh bởi vì anh đã đi thăm khám. Thì điều đấy rất là quan trọng. Thì mong muốn của bác sĩ hoàn trong những cái chương trình mà chia sẻ về các uh, thông tin về uh, y học uh, trên uh, kênh sức khỏe cũng chỉ mong muốn là các bạn có được một cái nhìn đúng đắn về bệnh lý và chúng ta có thể lựa chọn uh, một cách gọi là khoa học nhất trong vấn đề trị liệu. Thì thứ nhất là với cái chẩn đoán của anh là như thế rồi thì tôi nghĩ là việc dùng thuốc là chúng ta vẫn phải dùng anh ạ còn việc thứ hai là chúng ta điều trị cái giãn cái giãn tích mạch thì nếu mà có thể đấy bởi vì hiện nay thì tôi chưa được nhìn trực tiếp cái tình trạng giãn tích mạch của anh nếu mà tôi được nhìn trực tiếp thì tôi có thể nói là chúng ta có thể điều trị được hay không bởi vì cái giãn tích mạch này chúng ta có thể điều trị là giãn cái mao mạch và giãn những cái tĩnh mạch đấy, với những cái kích thước khác nhau và tùy những cái vị trí mà chúng ta có thể sử dụng được hay không. ví dụ như là những cái tĩnh mạch mà mang tính chất là để nuôi dưỡng cơ thể của anh ở những cái vị trí quan trọng thì có thể chúng ta sẽ không xử lý được. nhưng nếu mà những cái tĩnh mạch mà nó chỉ là những tĩnh mạch phụ thôi, những tĩnh mạch không quan trọng và do cái hiện tượng là gì, nó là thứ phát của một quá trình rối loạn thì chúng ta hoàn toàn điều trị được anh ạ. và điều trị giãn tĩnh mạch bây giờ là chúng ta có thể sử dụng cái laser sung dài. nếu mà anh nghe từ đầu chương trình thì tôi điều trị cái này cũng rất là nhiều. khi mà điều trị xong là hầu như là những cái tĩnh mạch này nó sẽ biến mất anh ạ, hầu như là nó biến mất, chúng ta không nhìn thấy nữa. thế nên là cái quan trọng bây giờ là tôi phải được nhìn và tôi phải được khám trực tiếp cái tình trạng da của anh ở tại cái vị trí mà bị tổn thương đó thì tôi sẽ nói cho anh chính xác là chúng ta có điều trị được hay không và về cái chi phí thì nó cũng phụ thuộc vào cái tình trạng gọi là khi thăm khám của anh nó như thế nào thì tôi mới có thể nói được là chúng ta sẽ sẽ mất khoản chi phí bao nhiêu Nha anh nhé vâng bác bác ơi em hỏi là bệnh viện ở đấy thì họ bảo là nó cũng giãn nhiều đấy họ cũng không dám cho uống thuốc cái cái loại chống viêm đâu vâng. mà họ siêu âm lên thì em xem ở trên cái màn hình là nó giãn mình bình thường mình nhìn ở ngoài thế này không sao nhưng mà trên màn hình ở trong cái phim của nó nó giảm các cái đường ở như cái tinh hoàn ở là nó giảm cái tia đỏ rất các bạn. À đấy, thế thì vấn đề ừ. nó là gì? Cái vị trí của bạn là vị trí ở cái phần phần bẹn bìu là cái vị trí mà chúng ta còn phải quan tâm đến cái chức năng của cái tinh hoàn của bạn nữa và cái chức ừ. năng sinh lý của cái phần cơ quan sinh dục. Đấy, nên là khi mà chúng ta điều trị là chúng ta phải có sự theo dõi nữa các bạn ạ. Đấy thì tôi nghĩ rằng là trước tiên bây giờ để có thể gọi là tư vấn cho bạn một cách kỹ lưỡng thì khi bạn đến thăm khám với tôi bạn mang tất cả các kết quả xét nghiệm đến đúng không nhỉ? Thứ hai nữa là à. gì? Dựa vào cái lâm sàng của bạn thì tôi sẽ tư vấn cho bạn là chúng ta nên làm gì trong cái tình trạng thực tế của bạn hiện nay bây giờ đúng không nhỉ? Tuy nhiên là gì? Cái việc mà điều trị cái giãn tĩnh mạch ví dụ như là những cái bạn mà không phải ở vùng của bạn nhé bị vùng vùng uh, khoeo chân này, này, các bạn gái hoặc bạn nam bị vùng khoeo chân này giãn mạch rất là nhiều, không có liên quan đến cái tinh hoàn đó thì chúng ta điều trị rất là đơn giản. Điều trị thì nó sẽ đỡ được rất là nhiều và hầu như là những cái tĩnh mạch này nó sẽ biến mất đấy và cái vị trí của bạn thì lại vị trí đặc thù đúng không nhỉ? thì chúng ta phải quan tâm đến chức năng sinh lý của đấy, cái cơ quan sinh dục và cái vùng tính hoàn trước so với cả việc là chúng ta điều trị thẩm mỹ đấy thế thì chắc chắn là bạn phải thăm khám rồi nhé bạn nhé. còn nếu mà chúng ta tư vấn mà tính chất là cứ nói như này thì sẽ rất là khó để bác sĩ hoàn có thể đưa ra được một cái giải pháp cụ thể ấy, cho bạn và tôi hy vọng rằng nếu có thể đấy, nếu mà bạn muốn thì bạn có thể đến gặp để tôi có thể xem và tôi có thể tư vấn cho bạn kỹ lưỡng hơn đấy nhé bạn nhé. À vâng ạ. Và ngậm một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn phần tư vấn vừa rồi từ phía bác sĩ Hoàn và cảm ơn quý vị thính giả cũng đã tin tưởng và nối máy với chương trình của chúng tôi. Sau đây là chương trình quảng cáo. Lan ơi Lan ơi, sếp gửi danh sách đại diện đi nước ngoài rồi, có tôi nhá, có bà nhá. Thôi, tôi chả đi đâu. Xinh đẹp như bà thì còn hào hứng, chứ tôi bây giờ mặt thì đầy mụn, sẹo cái thì thâm, cái thì dỗ chả tự tin làm gì tôi tính khéo mà hỏng cả việc của sếp ấy chứ ui giời được chọn đại diện mới khó chứ xinh đẹp thì khó gì Đến maya với tôi đi maya đúng rồi maya em maya phòng khám da liễu thẩm mỹ chuyên khám và điều trị các bệnh về da như mụn trứng cá xóa vết thâm trị sẹo lồi sẹo lõm trị tàn nhang viêm da cơ địa với ứng dụng công nghệ thẩm mỹ hiện đại, Maya còn giúp cho hàng nghìn khách hàng lấy lại tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống nhờ nâng cơ, trẻ hóa, xóa nhăn, không cần phẫu thuật. Nhưng liệu có đảm bảo an toàn không? Tất nhiên rồi, các bác sĩ tại Maya đều là những thạc sĩ chuyên khoa da liễu, nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, các trang thiết bị chính hãng 100%, đảm bảo an toàn tuyệt đối và lại tiết kiệm chi phí tối đa nữa. Nhìn tới đây này, nhờ Maya chứ còn đâu nữa. Thế thì mình yên tâm quá rồi. Uhm, vậy ta đi thôi nào. Mắc bệnh về xa, đến Maya là khỏi. Phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya Maya, địa chỉ số 9 Hòa Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Hotline 0243 933 6868 Vâng thưa quý vị thính giả thân mến, như vậy là 60 phút trực tiếp của chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như đồng hành của quý vị thính giả và các bạn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn, chuyên gia da liễu đến từ phòng khám da liễu thẩm mỹ Mayanmea đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn MC Đưa Thông. Bác sĩ Hoàn xin chúc tất cả các thính giả sẽ có một tuần làm việc hiệu quả và chúc các bạn luôn luôn hãy có một làn da đẹp để có thể tận hưởng cuộc sống của chúng ta. Dạ vâng ạ. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya and Maya đã đồng hành cùng chương trình này. Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm hiểu các dịch vụ da liễu thẩm mỹ của Maya and Maya tại địa chỉ số 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi đến số hotline 024-3933-6868 hoặc truy cập vào website mayamaya.vn để biết thêm thông tin. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những chương trình hấp dẫn tiếp theo sẽ được lên sóng trên kênh Joybem.